Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hải vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Hải đề nghị truy tố đối với Thạch Cảnh, sinh năm 1997, ngụ khóm 4, phường 1, thị xã Giá Rai về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, Thạch Cảnh đi bộ trên các tuyến đường để tìm tài sản của người dân với ý định trộm cắp. Khi đi đến ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Thạch Cảnh phát hiện 3 chiếc giỏ composite đậu dưới sông, không người trông coi, nên Cảnh tháo dây buộc giỏ rồi lấy trộm một giỏ composite cùng một động cơ xăng Vanguard 6 HP. Sau khi lấy trộm, Cảnh đem động cơ xăng trên bán cho người khác, còn chiếc giỏ composite thì để lại dưới sông. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc giỏ composite và động cơ xăng Vanguard 6 HP do Thạch Cảnh trộm cắp có giá trị gần 9 triệu đồng.